Động thái của chồng hợp pháp Ellie Trần trên mạng xã hội sau khi bị tố ngoại tình. Chồng của Ellie Trần đã nhận về lượt tương tác đầy phẫn nộ từ cư dân mạng. Ellie Trần cách đây nhiều năm về trước vốn là một hot girl nổi tiếng nhờ vẻ bề ngoài nóng bỏng. Đồng thời cô nàng còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác nhau và gặt hái được một số thành công nhất định. Về cuộc sống đời tư, cô đã bí mật kết hôn với chồng ngoại quốc vào năm 2011 và hạ sinh hai nhóc tỳ kháu khỉnh. Tuy nhiên mới đây người đẹp quyết định một lần kể hết về việc chồng hẹn hò với cấp dưới và có một số hành vi ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và các con. Tại thời điểm khi Ellie Trần công bố chuyện chồng ngoại tình, ngay lập tức nhiều người đã không ngừng thả phẫn nộ từng bài viết của dê. Ngoài ra cư dân mạng còn để lại nhiều bình luận bất bình tới chồng của nữ diễn viên. Trước việc hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ công chúng, vào chiều cùng ngày dê đã quyết định tạm thời ẩn tài khoản cá nhân. Hiện tại không thể tìm kiếm tài khoản của chồng Ellie Trần trên nền tảng Facebook. Còn tài khoản Instagram dê đã để về chế độ riêng tư. Ở khắp diễn đàn lớn nhỏ, cư dân mạng vẫn đang không ngừng xôn xao về màn tố cáo chồng ngoại tình của nữ diễn viên. Đồng thời nhiều người tỏ ra thương xót khi biết tin cô phải chịu đựng nhiều chuyện khó nói trong nhiều năm qua. Không có gì là mãi mãi. Chúc ba mẹ con an yên và hạnh phúc. Thật mạnh mẽ chị nhé. Thời gian bỏ ra vì hôn nhân thật phí. Cố lên chị ơi. Chị muốn im lặng mà cũng không yên thì tới công chuyện với chị. Có vẻ như chị ấy đang hoảng loạn lắm. Cố lên chị nhé, mong chị sẽ giành được quyền lợi hợp pháp. Pháp luật sẽ bảo vệ chị.